xong rồi này. À đã xong rồi này. Em làm tiếp mấy tập gì trở lại? 4 rồi nhỉ. Em đã 9 ngày. 9 ngày. Đi đài mà. Gối em còn đau không? Gối em không? Ừ. Em hơi ê cái chân. Lúc nào thì về quê? Có về quê em thích không? Có em có. Ừ. Đã xong cả ngày này. Không, về luôn mà. À, ngày. Về luôn chứ không bay vào Gia Lai nữa. Dạ. Ừ. Cái không khí ở trên đây em thấy nó có giống Gia Lai không? Khác. Khác à? Lạnh hơn à? Không phải, nhưng mà cái là lại tối nó còn lạnh hơn thế này. Ở đây thì độ ẩm cao hơn. Ừ. Đây ở dưới, ở đây không khí nó còn trong lành chứ còn là trong trung tâm kia đúng không? Nhưng mà bọn em lại thích ở trung tâm. Lên Gia Lai chụp ảnh trời nó trong veo ấy nhỉ. Không khí cao, thích cực. Trời cao. Rất vui và hạnh phúc khi được xin chữ ký của thần tượng. Còn em thì sao?